thì tiếp tục chia sẻ các bạn bài Chiều Sân Ga Trên Tông La Thứ và cũng với ba ô đầu tiên cho các bạn. Do bài này thì cấu trúc của nó sẽ là đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn 3, đoạn 4, coi như hai đoạn đầu rồi điệp khúc rồi hai đoạn cuối vậy nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ chia sẻ các bạn nó solo trước ha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phần intro là và hợp âm điểm hát cho các bạn sau nha. Rồi bây giờ các bạn ghi nốt solo đoạn đầu tiên, đoạn 1. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, là về mi la đô la son la mi. Sức cái đàn lại gần ha, để các bạn dễ thấy đi. Xa quá nhiều khi bạn nhìn không rõ, các bạn dễ thấy dễ tập ha. Là về mi la đô la son la mì. Rồi tiếp. Giờ này gặp nhau trên sân ga chiều lóng nắng, là đô rê 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 đô rê mi, là đô rê 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 đô rê mi. Rồi tiếp. Vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, mì 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 si si đô si la son si, mì 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 si si đô si la son si. Rồi tiếp. Cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi, si la si mi re mi si la si mi re mi si. Rồi hết đoạn một. Rồi bây giờ sẽ là nốt solo của đoạn 2. Đoạn 2 thì những cái câu đầu các bạn solo giống y đoạn 1 đi ha, chỉ thay đổi câu cuối thôi, câu cuối cùng là mình thay đổi thôi nha. Còn những câu trên thì các bạn solo giống y ha. Rồi câu cuối cùng của đoạn 2. Má em ửng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Rồi. Si la si mi mi đô mi la son la. Si la si mi solo đoạn 2. Chỉ thay đổi câu đó, câu cuối cùng của đoạn 2 thôi nha các bạn. Còn ở phần trên thì giống như đoạn 1 nha các bạn. Còn phần lời thì chút nữa sẽ vào phần điểm hát thì mình có ghi phần lời cho các bạn sau ha. Và đoạn 2 coi như là mình ghi một đoạn cuối cùng thôi để chia sẻ nó solo cho các bạn. Còn những cái đoạn trên thì chút xíu nữa vào phần điểm hát các bạn sẽ thấy phần cái lời bài hát nha. Những cái đó thì những cái câu trên của đoạn 2 đó thì các bạn cứ solo y chang đoạn 1 nha, thay đổi câu cuối cùng thôi. Rồi bây giờ thì mình chia sẻ các bạn nốt solo của cái điệp khúc nha. Trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng là rè. Trên sân ga chiều la rè. Rồi tiếp. Người đông nhưng ai cũng là rè pha son son la mi, rê pha son son la mi. Rồi tiếp. Tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen quá, là đô rê mi rê đô rê mi, là đô rê mi rê đô rê mi. Rồi tiếp. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ giã, mi
tiếp. Anh check con tàu La Đô Mì Rề, La Đô Mì Rề. Rồi tiếp. Sao nỡ vô tình rơi sân ga, Rề mây rề xây mây son la, Rề mây rề xây mây son la. Rồi xong nó solo với điệp khúc. Bây giờ sẽ qua hai đoạn cuối cùng. Hai đoạn cuối cùng như mình chia là đoạn 3, đoạn 4 nha các bạn. Rồi đoạn 3 thì các bạn cứ solo y chang đoạn 1 ha. Và đoạn 4 thì solo y chang đoạn 2, không khác gì hết. Lúc nãy thì nó solo đoạn 1, đoạn 2 mình chia sẻ các bạn rồi đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần điểm hát cho các bạn nha. Đầu tiên là intro. Rồi bây giờ các bạn ghi intro đi, rồi mình chia sẻ các bạn cách đàn như thế nào ha. Intro bài này rất là nhiều intro nha các bạn. Các bạn có thể lấy cái nốt solo của cái đoạn đầu tiên các bạn làm intro cũng được luôn ha. Các bạn cứ solo hết cái đoạn đầu tiên là vào bài thôi. Cứ lấy cái nốt solo lúc nãy mình chia sẻ các bạn, nốt solo đoạn đầu tiên đó, thì các bạn cứ lấy nguyên B nguyên cái đó, các bạn đàn đàn ra là các bạn vào bài luôn ha, là khỏi cần tập intro. Còn bây giờ mình chia sẻ intro này nó cũng hay hay, bạn nào muốn tập thì tập nha. Còn bạn nào mà không cần tập intro cũng được, các bạn cứ lấy nốt solo của đoạn 1 lúc nãy mình chia sẻ các bạn nốt đó rồi, các bạn cứ đàn y chang vậy là các bạn vào bài thôi ha. Rồi bây giờ mình chia sẻ cái phần intro này cho các bạn. Bạn ghi nha. La Đô Mi La. Rồi bạn bấm la thứ rải cái. Rồi đàn tiếp. La Đô Si La Mi. Rồi vẫn bấm la thứ rải cái. Chát. Rồi đàn tiếp. La Fa Mi Rê. Bấm rê thứ rải cái. Rồi đàn tiếp. Rê đô son fa mi. Rồi bấm đô trưởng rải cái chát. Rồi đàn tiếp. Mi rê mi si. Rồi bấm mi trưởng rải cái tiếp. Si đô si la đô. Bấm đô trưởng rải cái chát. Rồi đàn tiếp. Si đô la mi. Bấm mi trưởng luôn, hoặc mi bảy cũng được nha các bạn. Rồi rải cái đàn tiếp. Mi đô mi son la. Rồi về la thứ dặm cái là vào bài thôi ha. Rồi lại intro cho các bạn. La đô mi la. Rải cái la đô la mi rải cái chát. La fa mi rê rải cái đàn tiếp. Rê đô son fa mi rải cái chát. Mi rê mi si rải cái. Si đô si la đô rải cái chát. Si đô la mi rải cái. Mi đô mi son la. Dặm la thứ cái vào bài ha. Rồi các bạn cứ tập từ từ, mình có ghi cái số giây và vị trí bấm cho các bạn luôn đó ha. Các bạn cứ tập chậm rồi sau đó tập thuộc rồi các bạn sẽ ráp lại, các bạn đàn nhanh lên ha. Rồi mình sẽ đàn intro lại cho các bạn một lần nữa rồi mình đi vào bài nha. Intro xong thì các bạn vào bài thôi ha, dặm la thứ cái vào bài. Rồi các bạn chú ý cái phần intro ha, cái mà mình ghi rải lúc nãy mình đọc các bạn rải đó, thì tùy theo thói quen của các bạn đàn cái kiểu bolero nào mình không biết ha, thì mỗi bạn sẽ có cái kiểu đàn riêng, thì cái rải nó sẽ tương ứng với cái chát chát. Nếu các bạn đàn chát 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 thì ngay chỗ rải đó các bạn đàn chát 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 ha. Ví dụ như là đô mi la chát chát chát, la đô si la mi chát 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 chát. Cái rải là sẽ tương ứng với ba cái chát mà các bạn quạt á, xuống lên xuống á,
tùy theo các bạn đàn kiểu bolero nào ha. Có bạn thì đàn bùm ra rát rát là rải á, rồi chát bùm chát bùm chát bùm. Rồi có bạn thì chỉ thích đàn quạt, các bạn chỉ quạt không, các bạn không có rải. Ngay chỗ rải các bạn đàn luôn là chát chát chát, các bạn quạt là các bạn đàn như thế này bùm rát 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 chát bùm chát bùm chát bùm ha. Thì các bạn chú ý cái chữ rải nó sẽ tương ứng với cái là rát 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 đó ha, cái xuống lên xuống khi các bạn quạt đó. Rồi thì bạn nào đàn kiểu nào thì bạn cứ áp dụng vào như vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ hợp âm đoạn đầu tiên cho các bạn nha. Sau khi intro như vậy thì dặm la thứ là vào bài thôi nha các bạn. Lần đầu gặp em là thứ khi phố kia chưa lên đèn đồ trộm. Giờ gặp lại nhau rê thứ trên sân ga chiều lọn nắng đồ trộm. Cùng về hồi thăm mi bãi, em mấy câu đi về đâu vẫn giữ mi bãi. Cớ sao vẫn chờ đồ trộm, cớ sao đứng đợi mi bãi. Rồi, tức là hết đoạn 1 các bạn sẽ về mi bãi, các bạn dặm mi bãi cái là vào đoạn 2 thôi ha, không cần lót câu nào hết. Rồi thì đoạn 1 thì hợp âm thì cũng chuyển giữa ngay nhịp không ha. Cứ hợp âm tới đâu thì các bạn chuyển tới đó thôi ha. Còn các bạn muốn đàn cái kiểu bolero nào thì các bạn ha, mình chia sẻ các bạn cũng rất nhiều kiểu bolero rồi. Như là các bạn rải dây như vậy cũng được ha. Đâu gặp em khi phố kia chưa lên đèn. Nói ví dụ vậy, các bạn rải dây cũng được, không thì các bạn quạt cái bolero chậm rãi cũng được. Hoặc là nói chung là các bạn đàn bolero căn bản cũng được, nói chung là tùy sở thích của mọi bạn áp dụng như thế nào cũng được nha. Thì mình cứ chia sẻ hợp âm và cái cách đàn là như vậy. Rồi cách áp dụng thì mỗi bạn sẽ có cách áp dụng riêng ha. Thích đàn kiểu nào thì các bạn cứ tự quyền quyết định nha. Rồi sau khi hết đoạn 1 về mi bãi, cứ sau đứng đợi về mi bãi, dặm mi bãi cái là vào đoạn 2 thôi, không cần lót gì hết. Mình ví dụ hết đoạn 1 qua đoạn 2 cho các bạn nè. Cứ sao đứng chờ, sao đứng đợi, ở cứ sao đứng đợi, đợi là mi bãi nè, dặm cái là vào đoạn 2 ở bài hát. Hai cái đó các bạn khó hình dung vậy, hai cái câu kia ha. Hai câu để các bạn dễ hình dung. Vụng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ ha. Rồi cứ hết đoạn 1 dặm 17 cái là vào đoạn 2 thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc hợp âm đoạn 2. Qua đoạn 2 các bạn có thể thay đổi kiểu đàn, còn không thì một kiểu bolero đàn từ đầu tới cuối cũng được. Vậy nha các bạn. Hoặc là các bạn muốn phong phú thì mỗi một đoạn các bạn áp dụng một kiểu đàn ha. Ví dụ qua điệp khúc thì mình quạt, đoạn đầu mình rải dây, đoạn thứ hai đàn chậm rãi, đoạn 3 mình đàn bolero căn bản, bolero bình thường gì đó. Nói chung là cách áp dụng thì tùy mỗi bạn thôi nha. Rồi, đoạn 2. Đường tàu mùa xuân là thứ nay biết em đang mong chờ đồ trưởng. Tàu về tàu đi rê hứ như mang theo niềm nhớ đồ trưởng. Chân buồn chân vui mây bãi, anh biết đâu em hờn dỗi mây bãi. Mà em ứng hồng mây bãi vì thèm thùng khi bên nhau. Giờ lại là thử là hết đoạn 2. Rồi bây giờ hết đoạn 2 thì các bạn sẽ có một cách để bắt cho vào điệp khúc ha. Thèn thùng khi bên nhau về la thứ, các bạn bấm la thứ rải cái chát rồi đàn mi rê đô si la, dặm la thứ cái ha. Mình sẽ chia sẻ từng phần để các bạn dễ nắm nha. Tức là vừa hết đoạn 2 thì về la thứ, thèn thùng khi bên nhau về la thứ, bấm la thứ rải xuống cái chát rồi lót mi rê đô si la. Rồi sau đó các bạn bấm la thứ dặm cái, rồi tiếp tục dặm nữa, dặm theo chữ hát của điệp khúc. Tức là đầu tiên vào điệp khúc, trên sân ga chiều, các bạn bốn chữ ha, thì các bạn sẽ dặm cho mình la 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 rê, một chữ tương ứng với một hợp âm các bạn dặm. Trên sân ga chiều thì các bạn dặm la 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 rê, dễ thấy ha. Nè, trên sân ga chiều đó. Rồi sau đó quạt bolero lên, hợp âm tới đâu chuyển tới đó thôi ha. Tức là vừa hết đoạn 2 lúc nãy, câu lúc nãy là các bạn sẽ lót lại ha. Vừa hết đoạn 2 bấm la thứ rải xuống cái chát lót mi rê đô si la, sau đó dặm la thứ một cái rồi tiếp tục dặm la 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 rê ha. Rồi sau đó người ta hát tiếp người đông, các bạn qua pha tưởng rồi các bạn quạt lên đông, cũng là thứ đó, tức là
Còn qua điệp khúc thì các bạn quạt thì quạt, còn không quạt cứ áp dụng kiểu nào thì tùy các bạn ha. Rồi mình sẽ lại một lần nữa hết đoạn 2 qua điệp khúc cho các bạn chậm ha. Má em ứng hồng vì phèn thùng khi bên nhau rắc 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 chắc mí ghê đồ xì là dặm là trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng là ha. Rồi lại một lần nữa chậm cho các bạn, rồi sau đó mình đàn lại bình thường nữa ha. Má em ứng hồng vì thèm thùng khi bên nhau là thử rồi rác 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 chắc mi ghê đồ thì là dặm là thử cái rồi dặm tiếp trên sân ga chiều rồi bật quạt lên người đông nhưng ai cũng là ha. Vậy nha các bạn, rồi mình sẽ đàn lại bình thường một lần nữa rồi mình chia sẻ hợp âm điệp khúc cho các bạn. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, mà em ứng hồng vì thèm thùng khi bên nhau trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng là rồi vậy nha các bạn. Rồi sau khi dặm thì ngừa trên sân rồi bây giờ quạt lên ha, người đông pha tưởng nhưng ai cũng là rồi về là thứ rồi sau câu này các bạn có câu lót ha, người đông pha tưởng nè nhưng ai cũng là rồi bấm là thứ các bạn đàn rác 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 chắc mi rê đồ rê mi ha, mi rê đồ rê mi, mi rê đồ rê mi, tức là vừa hết câu đó người đóng hoa tưởng nhưng ai cũng là thứ rồi các bạn bấm là thứ rát 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 chát ha, rồi lót mi rê đồ rê mi rồi sau đó tiếp tục ha, tiếp tục hợp âm tới đâu chuyển tới đó. Thì vào được khúc quạt á thì các bạn, tại vì vào được khúc thường là các bạn quạt cho câu trào thì ngay chỗ vừa hết thì các bạn rát 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 á ha, còn không các bạn đàn kiểu kia thì các bạn rải chát rồi lót mi rê đồ rê mi ha, còn nếu các bạn quạt thì các bạn quạt rát 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 chát mi rê đồ rê mi ha, còn nếu đàn bô rô kiểu kia thì các bạn rải cái chát mi rê đồ rê mi ha. Vậy nha các bạn, rồi sau đó hợp tới đâu chuyển tới đó ha, tình cờ gặp nhau từ đó chuyển qua rê thứ thôi và tiếp tục vậy, cứ tiếp tục quạt nha các bạn. Rồi mình sẽ lại điệp khúc tới cái câu lót này cho các bạn nha. Trên sân ga chiều gần chuyện xa mây bãi mới hay em từ ra mây bãi anh trách con tàu rề thứ sao nỡ vô tình nơi sân ga ha. Rồi các bạn chỗ này các bạn dậm nữa ha, anh trách con tàu là các bạn về rề thứ rồi cứ tiếp tục sao nỡ vô rồi bắt đầu dậm nè, cũng bốn chữ hát các bạn dậm bốn cái tình rơi sân ga cũng dậm theo giống như lúc mà bắt đầu vào điệp khúc, bắt vào vào điệp khúc mình dậm bốn cái, bây giờ kết thúc điệp khúc mình cũng dậm bốn cái nhưng mà khác hợp âm thôi. Đầu vô điệp khúc thì trên sân ga chiều các bạn dậm la 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 rê, còn bây giờ kết thúc điệp khúc thì cũng bốn chữ đó tương ứng các bạn dậm bốn cái mì 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 la ha, tình rơi sân ga. Rồi dặm xong thì các bạn về la thứ các bạn quạt chát rác rác chát mi rê đồ mi la, dặm la thứ cái nữa là vào đoạn cuối ha, tức là xong điệp khúc có cái câu đó là mình bắt cho người ta vào đoạn cuối á, tức là người ta đang hát điệp khúc anh chát con tàu rê thứ nè sao nỡ vô tình rơi sân ga, ga là về la thứ ha, dặm mi mi dặm bốn cái tương ứng với bốn chữ hát. Rồi sau đó các bạn sẽ lót câu này để bắt cho người ta vào đoạn cuối. Dặm xong thì dặm bốn cái xong thì các bạn bấm la thứ các bạn đàn rác 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 chát mi rê đồ mi la
dặm la hơn ca nữa ngưng một lần gặp nhau nữa, người ta hát cái đoạn ba đi ha, chứ cũng chưa cuối nữa, đây là phần cuối này tới hai đoạn lên nha các bạn. Rồi mình sẽ ví dụ hết điệp khúc qua cái đoạn ba cho các bạn đi ha, tức là hết điệp khúc trở lại hai đoạn cuối đó, chậm ha. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ ra, anh trách con tàu sao nỡ vô mây 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 la. Rồi sau đó rác 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 chép mi rê đồ mi la la, lần ở một lần gặp nhau anh đã mang bao kỷ niệm đó, là vậy nha các bạn. Rồi mình sẽ đàn lại một điệp khúc một lần nữa, hết điệp khúc mình sẽ đàn lại hết điệp khúc dặm bốn cái, sau đó lót câu đó, dặm la thứ cái ngưng cho người ta vào đoạn ba ha, các bạn chú ý ha. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ ra, anh trách con tàu sao nỡ vô mây 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 la mi rê đồ mi la la, một lần gặp nhau anh rồi cứ dậm xong lót câu đó rồi hát đoạn ba thôi nha. Rồi lại các bạn một lần nữa. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ ra, anh trách con tàu sao nỡ vô tình rơi xăm ga, một lần gặp nhau anh đã mang bao kỷ niệm rằng thời gian đó là dễ nha các bạn. Rồi bây giờ mình đọc hợp âm đoạn 3 cho các bạn. Thì lúc nãy mình nói các bạn solo là đoạn 3 giống đoạn 1, thì bây giờ hợp âm nó cũng y chang đoạn 1 vậy nha các bạn. Cho nên mình đọc lẹ ha. Một lần gặp nhau là thứ anh đã mang bao kỷ niệm đau thương, dù rằng thời gian rơi thứ không cho ta nhiều lưu luyến đau thương. Chuyện về tình yêu mây bãi như sắc hoa mang màu nhớ mây bãi, dẫu cho hững hờ đồ trưởng ước mơ vẫn chờ mi bãi về mi bãi, dặm mi bãi cái ước mơ vẫn chờ về mi bãi dặm cái ngưng, người ta hát đoạn 4. Thì cái đoạn 3 giống như đoạn 1 và đoạn 4 giống như đoạn 2, lúc nãy các bạn điểm hát đoạn 1 đoạn 2 như thế nào thì bây giờ đoạn 3 đoạn 4 bạn đàn y vậy, tức là hai đoạn đầu lúc nãy các bạn điểm hát như thế nào bây giờ qua hai đoạn cuối cũng y chang vậy thôi nha các bạn. Rồi tức là hết đoạn 3 thì ước mơ vẫn chờ bấm mi bãi dặm cái ngưng, người ta hát đoạn 4 vậy thôi, giống như lúc nãy đoạn 1 qua đoạn 2 nha các bạn. Rồi cho nên mình sẽ đi lẹ ha, nó y chang, nó hát khác lời chứ còn cái cách đàn các bạn đàn y chang ha. Ví dụ hết đoạn 3 qua đoạn 4 cho các bạn. Chuyện về tình yêu như sắc hoa man màu nhớ, dẫu cho hững hờ ước mơ vẫn chờ, đường tao còn đây ta đã xa xa nhau rồi đó, vậy nha các bạn. Rồi bây giờ mình đọc âm đoạn 4 cho các bạn. Dặm mấy bãi cái hết đoạn 3, dặm mấy bãi cái hát tiếp. Đường tao còn đây là hứ ta đã xa xa nhau rồi đâu tưởng, người chờ người đi rê thứ ai không thương mà không nhớ đâu tưởng. Trời càng về khuya mi bãi, thiên hắt hiu sương lạnh giá mi bãi, lắng nghe tiếng còi mi bãi, tao tìm về trên sân ga. Về lại là thứ ha, lắng nghe tiếng còi là các bạn chuyển qua mi bãi rồi ha. Rồi mình hát tiếp là tao tìm về trên sân ga ha. Rồi. Tức là lắng nghe tiếng còi là các bạn hết nhịp á, mặc dù cái câu hát thì các bạn thấy cái dần của nó là lắng nghe tiếng còi tao, nhưng mà các bạn tới mi bãi là các bạn chuyển tiếng còi là các bạn chuyển mi bãi rồi ha. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga, về lại là thứ. Rồi hết đoạn 4 thì cũng là hết bài, và hết đoạn 4 thì bạn cũng lót giống như đoạn 2 lúc nãy các bạn lót ha. Tức là lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga, về là thứ, rải cái chát rồi đàn mi rê đô si la, dặm la thứ cái. Rồi là kết là gian tấu, tức là hát hết bài thì các bạn sẽ có cái gian tấu. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga, rác chắc mí rê đồ gì là dặm là hơn cái. Rồi sau đó các bạn
solo note đoạn 2, tức là giang tốc. Solo đoạn 2 xong người ta sẽ hát bắt đầu lại ngay điệp khúc và đoạn 3, đoạn 4 ha. Tức là phần giang tấu các bạn sẽ solo note đoạn 2. Sau khi hát hết bài, lắng nghe tiếng còi tàu tìm về chết thân ga, bấm la thứ rãi cái chát mi rê đô si la. Giảm la thứ cái rồi solo note đoạn 2. Ví dụ như là rê mi la, la đô la son la mi, la la đô rê, rê 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 đô rê mi, mi 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 si, si đô si la son si, si la si mi mi đô mi la son la. Rồi, sau khi hết đoạn 2, lúc này các bạn điểm hát như thế nào? Bây giờ solo xong đoạn 2, các bạn cũng lót câu xong rồi bắt cho người ta vào điệp khúc ha. Hết đoạn 2, solo xong hết đoạn 2 nè. Si la si mi mi đô mi la son la. Rồi các bạn cũng bấm la thứ rãi cái chát mi rê đô si la. Dặm la thứ cái, rồi người ta hát điệp khúc thì các bạn dặm theo. Trên sân ga chiều ha. La 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 rê. Người đông nhưng ai cũng la ha. Rồi tức là sau khi giang tấu là các bạn solo nốt đoạn 2. Solo xong thì các bạn cũng lót câu rồi dặm la thứ một cái, rồi sau đó hát ngay điệp khúc trên sân ra chiều thì các bạn dặm la 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 rê, rồi sau đó quạt lên. Lúc nãy đầu vào bài các bạn đàn như thế nào thì bây giờ sau khi giang tấu các bạn đàn lại thì các bạn cũng đàn y chang vậy ha. Rồi rồi người ta sẽ hát hết bài thì các bạn sẽ kết ao. Kết ao thì các bạn cứ đàn giống y chang intro, không khác gì hết. Hát xong lại hết bài thì cái intro lúc nãy như thế nào bây giờ các bạn cứ đàn y chang vậy là kết ao ha. Rồi mình ví dụ kết ao cái y chang intro không khác gì hết là kết thúc luôn ha. Lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga cũng lót nè. Mi rê đô si la, rồi đàn lại intro la đô mi la, la đô si la mi, la ba mi rê, rê đô son ba mi, mi rê mi si, si đô si la đô, si đô la mi, mi đô mi son la la. Nói chung giống như intro cũng đàn xong dặm la thứ một cái. Lúc nãy intro đàn xong dặm la thứ người ta vào bài. Bây giờ kết ao cũng đàn y chang vậy, dặm la thứ cái là kết bài. Rồi vậy nha các bạn, và bài hôm nay đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.